trở lại với channel của mình nha. Vâng, mình lần này thì ngày hôm nay mình sẽ mua cái con ngộ không nhóc tì bè này, bởi vì ngày trưa mình không có làm sự kiện các bạn nên ngày hôm nay thì mới mua thôi. Mình biết là mình đã mua không trễ rồi nhưng mà không sao các bạn ạ. Ok, mua thì hôm này nó ra hồi cách đây 9 tháng trước có sự kiện miễn phí nữa, nhưng mà dọn đá rồi là rẻ hơn bây giờ rất là nhiều, hoặc có thể là sau này nó sẽ rẻ hơn cũng không biết. Ok, đang đầu tiên tiếng khó mình sẽ mở 20 viên, thì mình đã có 20 viên sẵn rồi, bây giờ mình mở tiếp theo là 30 viên. 30 viên thì ở đây nó chỉ gồm có ba mở ba cái, 162 tương đương với lại 130 ngàn để mua 27 viên. Rồi tiếp theo là 30 viên và một cái viên đá siêu cấp 180 thì nó cũng tầm còn gần 200 ngàn á. 180 thì 100 với lại 2 lần 40 là nó sẽ rơi vào 140. Ok, 140 đi, chắc người mình nghĩ là coi tầm 140 á. Các bạn hãy lên trên Garena bạn chết thử nha. Ở đây thì các bạn hãy nhìn trong video của mình, sau đó các bạn có thể lên đó bạn tham khảo để nâng lên mặt be. Thì ở đây nó sẽ gồm cái tử côn lôi, lấy cái côn đó các bạn, cái gậy này nè để mình có thể nâng lên. Về cái các bạn chỉ cần nâng lên tới đây thôi, các bạn chỉ cần nâng lên tới đây thôi là các bạn không cần nâng nữa, nó để có được cái áo với lại cái gậy rồi, nó không cần phải nâng thêm nữa đâu. Nếu bạn có điều kiện thì bạn nâng lên. Ok, thì tổng kết tất cả cái này thì nó sẽ rơi vào tầm 600 ngàn, 630 ngàn. Thì cái đây là có người tài trợ mình thì mình mới nâng thôi nha, tiền bạn đâu nâng các bạn, cái người tặng mình á, cái người tặng quân huy cho mình. Ok, bây giờ mình sẽ nâng nó lên cái nhóc tì bè, nhóc tì bè bật bè mình có thêm hiệu ứng đó. Nó vẫn chưa hiệu ứng nha các bạn, nó vẫn chưa hiệu ứng, phải nâng cái tử côn lôi lên trước à, rồi mới đó, cái là bật thứ bè mà cái đầu tiên á nó mới có hiệu ứng nha các bạn. Nâng lộn cái thứ hai rồi, đậu xanh đó thì đó, nó vẫn chưa uống, nhưng mà thấy không, nó vẫn chưa có uống, phải đăng cái đầu tiên à. Cái thứ hai là cái thứ hai là cái EVT, đây là cái EVT, đây là cái viền, cái kia là cái gì mình không biết, nó chưa có hiện lên đó. Là 120 quân huy nữa, 360 quân huy nữa đó. Bây giờ mình đã có hiệu ứng rồi nè, đó, nó có cái mặt của thằng ấy kìa đó. Thì nó là mặt be mà cái ô đầu tiên á thì nó sẽ như thế này. Và nó chỉ có cho các bạn những cái hiệu ứng xương xương cũng ấy, nhưng mà cái kiểu chạy bí nhỏ lại để mà chạy như một á thì nó vẫn chưa có đó, nó vẫn chưa có, là âm tin nó chưa có đẹp. Nó là mặt 4 à, nhưng mà cái xì được là 4 các bạn. Ok, bây giờ mình vô game mình test nha, nói thiệt với các bạn nha, nói thiệt với các bạn, thì sau khi các bạn mà để mà gọi là sắm cái trang phục này gì á, các bạn đừng có vô ganh dội nha. Vì sao? Bởi vì cái côn này nó không như cái côn không bình thường các bạn, cái côn này nó ảo lắm, vậy như cái nó cầm dọc rồi, nó không có còn cầm ngang, nó không cũ nên nó, các bạn khi mà bạn chơi các bạn chỉ có một số con là nó chưa có nắm bắt dẫn á, thì các bạn nên phải quýnh thường hoặc là quýnh máy, quýnh solo gì đâu, quýnh cho nó nhuần nhuyễn đi, các bạn quen với lại cái hiệu ứng mắc tiền này đi rồi các bạn hãy vào game mà chơi nha. Nó thiệt với bạn luôn là mình mới mua gì xong mình vô game mình test đậu xanh đánh như thằng khùng luôn, combo nó sừng khựng khựng giật nó cả ả cái gì vậy? Hay là do chắc là mình do mình mãi nhìn cái gậy của bạn cho nên mình không có tập trung đánh được. Cái gậy này nó hơi bị sáng á, nó đổi màu từ xanh đỏ nhìn cũng cái xanh tím là bạn thấy không. Đây là mới bật bè thôi nha, bật bè chứ lên mà bật 4 thì nó chỉ khác biệt hơn nó là nhiều. Ok, thì các bạn cứ việc coi đi nha. Mình xin phép được bật nhạc, bởi vì nếu mình nói thì các bạn chỉ có khó tập trung để mà gọi là thưởng thức được cái trận đấu thật là hay hấp dẫn này của mình.